Xin chào quý bậc phụ huynh và các em học sinh. Hôm nay mình sẽ cùng hướng dẫn cho các em học sinh chúng ta tự học môn toán lớp 6 ở nhà theo bộ sách Cánh Diều, bài 4. Phép nhanh, phép chia các số tự nhiên. Các em lật sách giáo khoa trang 18. Trong bài này thì kiến thức chúng ta cũng ôn lại một số kiến thức chủ yếu là ở tiểu học chúng ta đã học rồi. Thứ nhất là phép nhanh. Thì ở tiểu học chúng ta đã biết phép nhanh các số tự nhiên á, thì bao gồm thừa số và tích. Ta có phép nhanh a nhân b bằng c, thì a và b gọi là các thừa số và c gọi là tích. Và chúng ta có quy ước trong một tích thì ta có thể thay cái dấu nhanh bằng cái dấu chấm. Ví dụ như 12 nhân 5 là bằng 12, rồi chúng ta chấm rồi 5. Như vậy từ nay trở về sau thì các em lưu ý cái dấu chấm ở giữa các chữ rồi các số, nó là dấu nhanh khi chúng ta học toán. Trong một tích mà các thừa số đều bằng chữ hoặc là chỉ có một thừa số bằng số thì ta có thể là không cần viết dấu nhanh ở giữa các cái thừa số đó. Ví dụ như a nhân b thì chúng ta có thể viết là bằng a chấm b hoặc là bằng ab luôn. Chúng ta cái AB này thì chúng ta ngầm như là một cái tích. Đó. Ví dụ như 4 nhân A nhân B thì chúng ta có thể là viết là bằng 4AB. Đây chúng ta có thể hiểu là gồm tích của 4 nhân A và nhân B. Ba cái thừa số là 4, A và B. Đó. Đây là cái cách viết tắt để trong quá trình trình bày bài giải nó sẽ đơn giản hơn. Đây là một cái quy ước mà từ nay các em sẽ nhớ. Như vậy thấy dấu chấm này là tức là phép nhanh 12 nhân 5. Ta có thể viết là 12.5. Và vừa chữ vừa số thì chúng ta có thể viết liền nhau, không có cần cái dấu chấm ở chính giữa. Các cái tính chất của phép nhanh thì ở tiểu học chúng ta cũng học rồi. Phép nhanh có các cái tính chất là giao hoán này. A nhân B là bằng B nhân A. Tính chất kết hợp, tích A nhân B nhân với C thì sẽ bằng A nhân với tích B nhân C. Rồi nhân với 1 thì A nhân với 1 là bằng 1 nhân với A cũng bằng A. Ở đây chúng ta có thể là phát biểu thành là một cái ghi nhớ là phát biểu là bất kỳ số nào nhân với 1 cũng bằng chính số đó. Ví dụ như 5 nhân với 1 cũng bằng 5, 6 nhân với 1 cũng bằng 6, 0 nhân với 1 cũng bằng 0. Đó. Phân phối đối với phép cộng và phép trừ thì chúng ta có này. A nhân với 1 tổng B cộng C thì sẽ bằng là A nhân B cộng cho A nhân C. Thì kiến thức này chúng ta cũng đã học ở tiểu học. A nhân với hiệu B trừ C sẽ bằng là A nhân với B và trừ A nhân với C. Chúng ta nhớ cái công thức này để vận dụng, phân tích, làm toán cho nó được thuận lợi hơn. Để chúng ta biết cách chúng ta gộp. Ví dụ như chúng ta thấy cái bài toán nó có dạng là A nhân B cộng A nhân C, thì chúng ta có thể chuyển thành cái sang là cái dạng một số nhân với một tổng liền, là sẽ bằng A này nhân với cái tổng B cộng C. Hoặc là chúng ta thấy cái hai hiệu của hai tích này, A nhân B trừ A nhân C, thì chúng ta có thể chuyển thành là một số nhân với một hiệu là bằng A nhân với B trừ C, hoặc là ngược lại. Về do tính chất kết hợp nên giá trị của biểu thức A nhân B nhân C thì có thể được tính theo một trong hai cách sau. Tính chất kết hợp này, A nhân B nhân với C thì có thể bằng tích A nhân B rồi nhân với C, hoặc bằng A nhân với cái tích B nhân C. Đó. Đối với phép chia thì chúng ta cũng đã học rồi. Phép chia thì bao gồm là số bị chia, số chia và thương. Đó. Trong phép chia, một điều chúng ta lưu ý là số chia luôn luôn khác không. Nếu số chia là bằng số 0 thì phép chia là vô nghĩa. Chúng ta trong phép chia chúng ta nhớ một điều như vậy.
Như vậy là số chia luôn luôn là một số khác không. Đó. Kể cả phân số thì khi chúng ta học thì mẫu số cũng luôn luôn khác không. Nếu A chia B bằng Q thì A sẽ bằng B nhân Q. Nếu A chia B bằng Q và Q khác mà khác không ấy, thì A chia Q bằng B. Chúng ta có một ví dụ như là 6 chia 3 bằng 2 thì 6 là bằng 3 nhân 2 bằng 2 nhân 3. Đó. Hoặc là 6 chia 3 bằng 2 thì chúng ta 6 chia 2 là bằng 3. Đó. Đó là cái ví dụ để chúng ta rõ thêm về cái tính chất của phép chia. Chúng ta đi làm các bài tập. Chúng ta có bài tập số 1. Câu A, A nhân 0 bằng bao nhiêu? Câu B, A chia 1 bằng bao nhiêu? Câu C, 0 chia A bằng bao nhiêu? Thì ba bài này tương đối dễ, chúng ta có thể dễ dàng thực hiện được. Câu A là A nhân với 0 là bằng 0. Qua đây chúng ta nhớ một cái ghi nhớ luôn là bất kỳ số nào nhân với 0 cũng bằng 0. Câu B là A chia 1 là bằng A. Và chúng ta cũng nhớ luôn một cái ghi nhớ đó là bất kỳ số nào chia cho 1 cũng chính bằng số đó. Câu C là 0 chia A bằng 0. Và chúng ta cũng nhớ luôn là bất kỳ 0 chia cho bất kỳ số nào cũng bằng 0. Đó, nghĩa là 0 chia cho bất kỳ số nào trừ 0. Nếu mà A bằng 0 là cái phép chia không có nghĩa. Chúng ta sang bài tập số 2. Chúng ta đi thực hiện ba cái phép tính. Câu A, 50 nhân cho 347 rồi nhân 2. Ở đây các em lưu ý là dấu chấm này chính là dấu nhân, chứ không phải dấu phẩy gì hết. Đó, dấu chấm này là dấu nhân. Đó. Câu B, 36 nhân 97 cộng 97 nhân 64. Câu C, 157 nhân 289 trừ 289 nhân 57. Đó. Chúng ta đi làm từng bài. Câu thứ nhất, 50 nhân 347 nhân 2. Các em biết rằng là phép nhân có tính chất giao hoán, nên chúng ta là và tính kết hợp, nên là chúng ta dùng là cái tích 50 nhân với 2 thì chúng ta sẽ dễ dàng tính được cái kết quả. Sau đó được kết quả bao nhiêu chúng ta nhân với 347. Cái cách làm ở câu A như vậy. Chúng ta sẽ gộp cái 50 với số 2, tích 50 với 2 và nhân cho số còn lại là 347. Thì 50 nhân 2 là sẽ bằng 100 nè. Và nhân cho 347. Chúng ta nhân nhẩm lên 100 nhân với 347 sẽ bằng là 34.700. Câu B. Chúng ta nhận xét ở đây, chúng ta thấy là có số 97 giống nhau. Cái tích đầu tiên là 36 nhân 97, tích thứ hai cũng 97 nhân 64. Như vậy áp dụng cái tính chất là một số nhân với một tổng để chúng ta chuyển cái phép tính này thành một phép tính đơn giản và dễ thực hiện hơn. Chúng ta thấy 97 là nó giống nhau, nên là chúng ta sẽ đưa 9 và sẽ bằng là 97 nhân với cái tổng. Chúng ta đưa 97 ra ngoài này. Rồi, bên trong sẽ còn tổng là 36 cộng 64. 36 cộng 64 sẽ bằng 100 này. Và 97 nhân với 100 thì chúng ta sẽ dễ dàng ra được kết quả là 9.700. Câu C thì tương tự như câu B. Ở đây là chúng ta thấy ở đây là phép trừ và hai cái tích này có là 289 giống nhau. Tương tự chúng ta cũng rút 289 ra ngoài. Bên trong là còn 157 trừ 57. Như vậy chúng ta biến cái hiệu của hai tích thành là tích của một số với hiệu. Đó. Rồi, 157 trừ 57 này là bằng 100.
Như vậy chúng ta sẽ bằng là 200 điểm. À, kết quả sẽ bằng là 28.900. Đó là 3 bài tập ở bài 2. Chúng ta sang bài tập số 3. Đặt tính rồi tính. Câu A. 409 nhân cho 215. Câu B. 54.322 chia cho 346. Câu C. 123.257 chia cho 404. Phần này thì các em đã học rồi. Hôm nay chúng ta thử thực hành tính lại. Chúng ta có thể bấm dừng video để chúng ta thực hiện các phép tính. Bây giờ câu A. Chúng ta đặt tính là hai số. Số thứ nhất phía trên, rồi dấu nhân, rồi đến số thứ hai và chúng ta gạch ngang qua. Cách nhanh là chúng ta sẽ lấy tính từ phải sang trái của cái số thừa số thứ hai. Chúng ta lấy từ số 1 chúng ta nhanh lên theo là thứ tự cũng từ phải sang trái và chúng ta được cái tích riêng thứ nhất. 5 nhân 9. Chúng ta lấy số 5 trước này, 5 nhân 9 bằng 45, viết 5 nhớ 4. 5 nhân 0 là 0, với 4 là 4, viết 4. 5 nhân 4 bằng 20, viết 20. Đây là chúng ta được cái tích lũy thứ nhất. Chúng ta lấy số thứ hai là số 1. 1 nhân 9 bằng 9. Chúng ta lưu ý viết 9 thuộc vào một hàng so với cái tích đầu tiên. 1 nhân 0 bằng 0. 1 nhân 4 bằng 4. Đến là số 2. 2 nhân 9 bằng 18. Viết 8 nhớ 1. 2 nhân 0 bằng 0. Với 1 nhớ 1 là 1. 2 nhân 4 bằng 8, viết 8. Và chúng ta cộng 3 cái tích lũy này lại. 5, 4 cộng 9 là bằng 13, viết 3 nhân 1. 8 với 1 là 9. 2 cộng 4 cộng 1 là bằng 7, 8 hạ 8. Kết quả chúng ta sẽ bằng là 87.935. Chúng ta có phép chia 54.322 chia cho 346. Chúng ta đây là một phép chia cho số có 3 chữ số. Chúng ta nhậm lấy 3 chữ số đầu tiên của số bị chia, chúng ta đem chia cho 346 là được 1. 1 nhân cho 364 là nó sẽ dư là 197. Chúng ta hạ số 2 xuống được 1972, chia cho 346, chúng ta nhậm là nó được 5. 5 nhân cho 346 là chúng ta trừ ra là nó còn dư 242. Chúng ta tiếp tục hạ 2, chúng ta chia cho 347 là bằng 7. Và chúng ta nhậm 7 nhân 346 là bằng 2422. Chúng ta trừ ra là hết. Như vậy kết quả của phép chia 54.322 chia 346 là bằng 157. Chúng ta sang câu C. Tương tự như câu B, chúng ta cũng thực hiện phép chia. Chúng ta thấy đây là số có 3 chữ số. 404, nếu chúng ta lấy 123 thì nhỏ hơn 404 nên phải lấy ở số bị chia là 4 chữ số là 1232. 1232 chia 404 là được 3. 3 nhân 4 12. 12 trừ 12 được 0. Nhớ 1, 3 nhân 0 là 0, với 1 là 1, 3 trừ 1 bằng 2. 3 nhân 4 12, 12 trừ 12 hết. Như vậy chúng ta hạ 5 xuống. 205 chia cho 404 là được 0. Dư 205, chúng ta tiếp tục hạ 7 xuống, chia cho 404, chúng ta được 5. Và chúng ta nhân lên thì còn thừa là 37, dư 37. Vậy kết quả phép chia là 123.257 chia cho 404 là bằng 305 và dư 37. Chúng ta sang bài tập số 4. Một bệnh nhân bị sốt cao, mất nước,
bác sĩ chỉ định uống 2 lít dung dịch Oregon để bù nước. Biết mỗi gói Oregon pha với 200ml nước, bệnh nhân đó cần dùng bao nhiêu gói Oregon? Ở đây các em thấy đề toán cho là một cái bệnh nhân bị sốt cao mắc nướt phải là chỉ định dùng là 2 lít nước dung dịch Oregon. Như vậy dung dịch Oregon này nghĩa là chúng ta dùng cái gói Oregon để pha loãng với nước để nó có đủ cái 2 lít để dùng. Và biết rằng là mỗi gói này Oregon thì pha được với 200ml nước. Hỏi là bệnh nhân đó cần dùng bao nhiêu gói. Như vậy là bệnh nhân đó là cần uống 2 lít dung dịch Oregon, nhưng mà mỗi gói Oregon là pha được với 200ml nước thôi. Để làm bài này thì chúng ta trước hết chúng ta phải đổi 2 lít bằng bao nhiêu ml nước. Sau đó là ở đây chúng ta có 2 lít nước là bằng 2000ml. 2 lít là bằng 2000ml. Như vậy mỗi gói Oregon là pha được là 200ml. Như vậy 2000ml thì cần là bao nhiêu gói? Thì chúng ta lấy 2000, chúng ta đem chia cho 200 là sẽ bằng 10 gói. Đó là cái kết quả của bài tập số 4. Như vậy để mà có cái số đủ uống 2 lít nước để uống thì người đó cần phải có 10 gói Oregon để pha chế. Chúng ta sang bài tập số 5. Một đội thanh niên tình nguyện có 130 người cần thuê ô tô để di chuyển. Họ cần thuê ít nhất bao nhiêu xe nếu mỗi xe chở được 45 người? Như vậy chúng ta thấy là có 130 người để mà đi làm công việc thì cần để mà thuê ô tô. Như vậy mỗi chiếc ô tô là chỉ chở được 45 người. Như vậy 130 người thì cần bao nhiêu chuyến ô tô? Thì chúng ta chiếc ô tô thì chúng ta thực hiện phép chia. Chúng ta lấy 130 chia cho 45 là bằng 2. Ở đây là dư 40, bằng 2 dư 40. Như vậy là 2 chiếc xe thì chỉ chở được 90 người, còn dư lại 40 người thì chúng ta cần phải có thêm một chiếc xe nữa. Như vậy ở đề toán này chúng ta trả lời là vậy họ cần thuê ít nhất là 3 chiếc xe để chở hết 130 người. Ta sang bài tập số 6. Lá cây chứa rất nhiều chất diệp lục. Trong lục lạp làm cho lá có màu xanh. Ở lá thầu dầu thì cứ 1 mm vuông lá thì có khoảng 500.000 lục lạp. Thì tính số lục lạp có trên một chiếc lá thầu dầu có diện tích khoảng 210cm vuông. Ở đây chúng ta thấy cứ một mm vuông lá thì có khoảng 500.000 lục lạp. Hỏi là 210cm vuông thì chứa bao nhiêu cái lục lạp, số lục lạp? Như vậy chúng ta thấy ở đây là đơn vị mm vuông này, cứ mỗi mm vuông thì có 500.000 lục lạp. Như vậy 210cm vuông chúng ta phải đổi ra mm vuông. Rồi chúng ta 1 mm vuông thì có khoảng 500.000 lục lạp, thì 210cm vuông đó là chúng ta đổi ra bao nhiêu mm vuông, đó là được bao nhiêu lục lạp, là chúng ta nhân lên 500.000. Chúng ta có 210cm vuông sẽ bằng 21.000mm vuông. Ở đơn vị đo diện tích thì cm vuông rồi đến mm vuông. Và chúng ta lấy 21.000 này, chúng ta đem nhân cho 500.000 thì sẽ bằng là 10 tỷ 500 triệu lục lạp. Ta sang bài 7.
bài này thì cũng tương đối là khó đối với một số em, chúng ta suy nghĩ cũng hơi phức tạp một tí. Các em để ý, ở bác bộ quy ước một thước thì bằng 24 m², và một sào á là bằng 15 thước, một mẫu á bằng 10 sào. Theo kinh nghiệm nhà nông thì để mà đạt tiêu chuẩn thì một sào ruộng cần gieo khoảng 2 kg thóc giống. Câu A, để gieo mạ trên một mẫu ruộng thì cần khoảng bao nhiêu kg thóc giống? Câu B, để gieo mạ trên 9 hecta ruộng thì cần khoảng bao nhiêu kg thóc giống? Đó, ở đây chúng ta để ý các cái số liệu, một thước là bằng 24 m² và một sào là người ta được tính là bằng 15 thước, một thước 24 m², một sào là 15 thước và một mẫu á là bằng 10 sào. Đó, một mẫu bằng 10 sào. Rồi, ở đây là cứ một sào ruộng thì theo kinh nghiệm là gieo khoảng 2 kg thóc giống. A, để gieo mạ trên một mẫu ruộng thì cần bao nhiêu kg thóc giống? Chúng ta thấy này, một sào ruộng thì cần 2 kg thóc giống. Như vậy một mẫu ở đây chính là bằng 10 sào. Một mẫu này là một mẫu bằng 10 sào này. Thì cần bao nhiêu kg thóc giống? Chúng ta lấy là 10 nhân với 2 là kết quả là số mạ trên một mẫu ruộng thì cần, để gieo mạ trên một mẫu ruộng thì cần cái số là 2 nhân 10 bằng 20 kg thóc giống. Đó là cái câu A, nó rất đơn giản. Chúng ta lấy 10 nhân 2 bằng 20. Rất là dễ, bởi vì sao? Vì một sào là 2 kg thóc giống này. Nhưng mà người ta hỏi là một mẫu ở đây là 10 sào. Vậy lấy 10 nhân 2 là bằng 20. Rồi, ở đây câu B. Câu B hơi phức tạp hơn một tí, chúng ta suy nghĩ, để gieo mạ trên 9 hecta ruộng thì cần khoảng bao nhiêu kg thóc giống? Ở đây người ta hỏi 9 hecta. Người ta không hỏi mẫu, hỏi sào, mà người ta hỏi 9 hecta. Chính vậy đầu tiên chúng ta phải biết là 1 hecta là bao nhiêu mét vuông. 1 hecta là bao nhiêu mét vuông và 9 hecta là bao nhiêu mét vuông. Rồi chúng ta có này là một sào á thì gieo 2 kg thóc giống. Như vậy một sào ở đây là bao nhiêu mét vuông? Như vậy chúng ta phải tính được số mét vuông một sào ruộng ở Bắc Bộ. Đây là sào ở Bắc Bộ, cái sào ở miền Nam miền Trung của chúng ta thì khác. Sào ở Bắc Bộ người ta quy ước là chỉ có 15 thước thôi và mỗi thước là 24 m². Đó, như vậy ở đây thì chúng ta sẽ thực hiện bước thứ nhất, chúng ta tính là một sào ở Bắc Bộ thì bao nhiêu mét vuông. Chúng ta ra được, bởi vì khi chúng ta tính được một sào bao nhiêu mét vuông thì nó tương ứng với là một sào là 2 kg thóc này. Rồi sau đó chúng ta đổi 9 hecta ra bao nhiêu mét vuông để chúng ta có thể tính được là số kg thóc giống cần để mà gieo. Câu B, ta có này, một sào này. Một sào là bằng là 15 thước mà một thước là 24 m. Như vậy chúng ta một sào là bằng 24 nhân 15 là bằng 360 m². Chúng ta có 1 hecta là bằng 10.000 m², nên là 9 hecta là bằng 10.000 m² nhân cho 9 là bằng 90.000 m². Như vậy ở đây các em thấy được rồi. 360 m² là một sào, mà một sào ấy là cần gieo là khoảng 2 kg thóc nè. Đây, một sào là gieo khoảng 22 kg thóc giống. Một sào tương đương với 360 m² thì gieo là gieo mạ nó là 2 kg thóc giống. Như vậy đề toán hỏi là 9 hecta ở đây là 90.000 m² thì cần bao nhiêu kg thóc giống. Đây là một bài toán tỷ lệ thuận mà các em đã được học rồi. Chúng ta
sẽ để gieo mạ trên 9 hecta ruộng thì cần khoảng chúng ta lấy là 90.000 mét vuông đem nhân cho 2 chia cho 360 sẽ bằng 500 kg thóc giống. Đó. Bài câu B là dạng toán tỷ lệ thuận là chúng ta đã được học. Bài 8 thì bài này là sử dụng máy tính cầm tay kem bấm để kiểm tra kết quả trên máy tính. Đó là toàn bộ nội dung của bài 4, phép nhân, phép chia các số tự nhiên trong chương trình toán lớp 6 theo bộ sách Thanh Diều. Xin chào quý bậc phụ huynh và hẹn gặp lại ở các video sau.